Em xin kính chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ông Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Vừa mới đưa dây em đi học xong mà cô chú. Bữa nay cúp điện rồi, hình như cúp điện rồi, không có múa. Ê, có điện rồi. Trong khu dân cư này thì cũng có người da đen sống nữa mà cô chú, nhưng mà người ta không có cho con người ta học ở trong cái trường này. Những người mà sống ở trong cái khu dân cư này á, thường thường người ta cho con người ta đi học ở trường kiểu như tốt hơn á, tiền cũng cao hơn nữa. Gia Yên học hết một học kỳ này á thì Quyền định đổi trường cho Gia Yên học trường rẻ hơn á, chứ cái trường này thì nó hơi cao quá so với kinh tế của anh Hồng Bá. Bị có thêm một đứa nữa cho nên là phải tiết kiệm. Mới đi chợ về nhìn ảnh tội nghiệp không, nằm như con nhộng vậy. Bữa nay trời mưa hơi lạnh, nãy Quyền mua thịt heo tính chị bạn qua nó muốn ghi qua á, mà chị bạn mất đi làm giấy tờ rồi thành ra chị không có qua được. Quyền nấu phân nửa thôi, chia làm ba lần hết 32.100.000 đó bà chứ, 100.000 chia làm 3 lần, chứ một lần ăn không hết, ăn 2 lần cũng ăn không hết nữa. Bắp chuối Quyền bào bỏ vô tủ lạnh đó ông bà cô chú, ren thằng lùi thấy ghê quá, Quyền bỏ luôn. Thôi bỏ luôn, hôm nay Quyền nấu bún riêu. Chứ cái này mua xào tỏi cho anh thằng bá ăn nè. Cái này mua bỏ vô tủ lạnh đó, Quyền mua tới 3kg, 3 mấy tệ, 35 tệ, mà 1,5 kg Quyền chia làm 3 lần ăn á. Giờ còn cái này nữa, là chà sạch sẽ hồi xào tỏi cho ảnh. Còn cái này là Quyền nấu bún riêu mà Quyền không có ăn bún, Quyền ăn mì. Nhà Quyền chia làm 2 phe ông bà cô chú, một phe thì ăn đồ Trung Quốc, một phe thì ăn đồ Việt Nam. Gia Yên với ba Gia Yên á thì ăn đồ Trung Quốc, còn Quyền với cái đứa nhỏ trong bụng thì ăn đồ Việt Nam. Sáng sớm mình bận bộ đồ này á ông bà, cô chú, anh Hồng Bá anh nói bận, mình bận đồ đi đâu vậy, đi đưa con đi học chứ đi đâu, mắc cười lắm dễ sợ. Mình có mua cái bột bún riêu á với dầu điều, bây giờ mình tranh thủ anh Hồng Bá anh còn ngủ á, Quyền nấu bún riêu trước rồi khi nào anh thức thì sẽ xào rau. Mình sẽ ấy dầu điều xong rồi mình mới chế nước. Sáng thì dầu heo đó Quyền hầm xong rồi, Quyền hầm xong rồi bây giờ cái này để như được ta. Cái này nó chưa có 2 cục à. Mình bỏ lòng, mình dầu mình bỏ mấy cái hạt tiêu luôn, mấy mèo, cái mèo cũng tiêu cho đẹp. Nhìn cũng hấp dẫn phải không bà cô chú? Quyền mới bỏ cục quýt heo vô, nhìn cũng ngon chứ bộ. Cái này Quyền nấu đủ 2 tô, chắc một mình Quyền chắc ăn tới 3 tô lận. Nhìn ra cái màu bún riêu này, nhưng mà cái điều nó không có cua thôi, bún riêu nhưng mà không có cua. Quyền không biết mua cua ở đâu nữa, nghe nó mua trên mạng mà để kiếm, để bữa nào Quyền kiếm mình mua nó bún riêu cho nó thành bún riêu cua. Còn giờ ăn giả chiến đỡ đi. Bún riêu nấu xong rồi mình sẽ đổ vô đây, đổ vô để chỉ có một cái chảo thôi. Nhìn hấp dẫn.
mà cho thêm hột dứa. Bây giờ tới cái tô con dưa bé bé xinh xinh của Huyền. Thôi Huyền nấu mì, nấu bún ăn luôn à. Chất lượng cho cả nhà. Nhìn ở đây là cũng biết chất lượng rồi đó. Nhìn cái nước nè, nhìn cái màu nó đẹp dễ sợ. Có hào, có cái màu điều á, nhìn nó đẹp. À, hai cục huyết đi. Quá trời là. Nhìn ngon ha cả nhà ha. Xin chào cả nhà. Xin chào. Bà con chú. À, mà ông bà cô chú ăn cơm với gia đình nhỏ của mình nha. Mình ăn bún riêu, còn ảnh thì ảnh ăn cơm. Có mắm tôm nha. Bún riêu mà không có mắm tôm là không ngon. Mời ông bà cô chú nha. Thơm á. Để ăn cái tôm nhỏ xíu à. Cắt riêng qua đi. Sáng thì hầm giò heo đó, cái quần chiếc. Chiếc ca là hai, làm hai. Chiếc ca làm hai, mình phân nửa, mình ấy canh cho ảnh, phân nửa thì mình nấu bún riêu. Mời ông bà cô chú nha. Không biết à. Nhiều quá nó bị chèn. Để bên đây tốt đi. Đây là mặt ra tí qua nè. Đây à, tí qua. Anh ghét ăn cái củ sắn đó, củ đậu á. Thơm chưa mắt? Không thơm kìa. Không thơm. Ngon. Very ngon.
Ở này có rau nhiều nữa. Xong là anh đi làm luôn mà cái lúc tại lúc gà đi ca đêm á, là thành ra là sáng anh trễ. À, cái hũ chầm chéo của chị Việt Nam chị cho á, anh nói ngon, anh thích ăn lắm. Really nice. Ăn xong sắp đít đi mất tiêu rồi đó. Chưa kịp quay nữa ổng đi mất tiêu rồi. À, dây không biết làm dơ cái áo gì cô. À, cô giáo đổi cái áo khác rồi. Nè, xin chào ông bà cô chú. Nè, con nhìn đây nè, nhìn đây nè. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Anh gì? Anh chị. Dạ các bạn. Yeah. Thương bà. Cô chú. Con. Đi học mới về. Đi học mới về. Đây nè, nhìn đây nè. Cười cái coi. Kêu cười cái nhăn hàm răng vậy đó ông bà cô chú ơi. Cười gì kỳ vọng á. Đi về để trời mưa rồi. Mưa lâm râm rồi ông bà cô chú ơi. Điên hai cha con y hệt luôn ông bà cô chú. Mỗi lần mà ha, nhà sạch sẽ vào mùa hè đó là bắt đầu hai cha con không chịu mang dép luôn. Ở trong nhà không chịu mang dép, bỏ dép không vậy đó. Chị đời nói không? Hồi đó Quyền có bầu dây á. Thì giờ nha, giấc sáng Quyền ngủ dậy, Quyền lao nhà một lần. Ơi tét con, chị đó. Rồi trưa chiều Quyền lao một lần nữa. Cái anh đi làm về, anh không mang dép, anh bỏ dép không vậy đó. Hai cha con chú nhau à. Anh nói giống như ở bên Việt Nam vậy đó, không có mang dép nên là thoải mái hơn. Mang dép anh nói hầm á, anh không thích. Anh thích sống ở bên Việt Nam vậy đó, bỏ dép vậy đó. Nhà xa xé là bỏ dép ra hết trơn, ông bà con chú không có mang dép. Bây giờ Gia Yên á thì còn nhỏ sợ lạnh chân á, cho nên là Quyền không có cho bỏ dép không. Bỏ dép không á thường hay nó lạnh cái bàn chân á, rồi cái hay bị ho lắm. Cho nên là Quyền không có cho mang dép vô nha. Mà là phải mang dép mới được ông bà con chú ơi. Mang dép là lạnh chân. Hai cha con à la hoài mà cũng vậy hả. Tại vì ở bên Trung Quốc có thời tiết nó đâu có giống như ở bên Việt Nam mình đâu. Ở bên Việt Nam mình thời tiết thì nó nóng cho nên là mình mình không mang dép được. Bên Trung Quốc này. Đi ngay chỗ khác lại. Không có thấy. Pha hoàng sang chứ rồi. Pha đâu quảng sang chứ rồi. Bây giờ còn tô đến thanh tao thì chơi dần rồi. Hỏi Quyền là có bầu được bao nhiêu tháng rồi. Thì Quyền có bầu được 5 tháng rồi nha. 5 tháng rồi. Cái bụng thì cũng vậy nè. Cái chị ở tầng trên á, chị cũng có bầu 5 tháng mà chị không có bụng giống như Quyền. Quyền có bầu 5 tháng. Chị 5 tháng mấy? Còn Quyền thì 5 tháng. Mà Quyền thấy bụng rồi, còn chị thì chưa thấy bụng. Chị cũng đứa thứ hai nữa. Đứa đầu của chị thì cũng là con trai nữa mà nhỏ hơn Dây 1 tuổi. Rồi cái đứa thứ hai này thì 5 tháng mấy, chắc tại chị tròn á, người chỉ có da có thịt á, thành ra là tiếu quá. Sư rồi.
Đây là video mà ngày hôm nay Gia Yên học đó không bà con chú. Cô giáo mới vừa gửi qua cho Quyền. Mẹ con Quyền chuẩn bị đi ngủ mà cô giáo gửi cái bài tập về nhà cho nên là thức khuya làm luôn, làm cái tấm thẻ gì đó giống như tấm thẻ lệnh bài không. Toàn bộ là do Quyền với Gia Yên làm thủ công hết luôn á. Giấy này Quyền cắt trong cái thùng giấy, cái chỉ màu vàng vàng đó là chỉ thiêu á, Quyền quấn lại. Hình là Quyền vẽ cho Gia Yên tô màu xong rồi dán vô, ngày mai đem đi nộp cho cô giáo. Anh Hồng Bá mới về ông bà cô chú đó. À, cho Gia Yên, chỉ cho Gia Yên làm cái thủ công nè, mơ nộp cho cô. Quyền hồi nãy giờ anh mới về luôn á, Quyền mới làm xong còn vẽ bông, gắn cái bông vô cho nó đẹp chút. À, Gia Yên hoa hoa đó, Gia Yên tô màu đó. Ở đây cô giáo cho nhiều cái nhiệm vụ về nhà quá. Còn cái gì nữa chưa làm cái gì nữa đó. Hôm nay Quyền đọc rồi mà Quyền đọc không hiểu, cho nên là để hồi cho anh Hồng Bá anh đọc. Buồn ngủ rồi. Nhảy sang chưa? Chị nhìn. Nó ê. Cái ta chỉ gì nào bà? Nãy tiền điện. Nãy tiền điện. Nã à. À. Nhìn nào đi. Chỉ gì khăn nào đi, hợp sự nhìn nào đi. Hợp. Nhìn chào cái hợp sự được với nhìn bà. Chào nào đi nhìn. Không quản nè. Tại sao trong bên nhìn. Nhìn này mà cao thầy. Ừ. À, xa bên đó. Hãy. Bà là. Thầy, thầy tiền đi chứ. Ok. Tên của Quỳnh Dây là Quỳnh Gia Y Quỳnh Dây Tên của Quỳnh Dây đã Quyền viết xấu quá à. Xẻo Sam Ban Xẻo Y Ban Mà Xẻo Sam Ban Xẻo Y Ban Quá chơi Quyền viết xấu này không bà cô chú. Quyền có học ngày nào đâu, nhìn vô cái chữ rồi viết theo thôi. Móc cái mũi nữa. Thủ công làm xong rồi nè ông bà cô chú ơi. Bây giờ gia đình nhỏ của Quyền sẽ đi ngủ. Tạm biệt và hẹn gặp lại ông bà cô chú vào video sau nha. Bye bye.